Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay em tiếp tục lại test đôi loa JBL MS105. Thì hàng này nó đẹp, chỉ có thiếu thùng xốp được các bạn. Đó, loa MS105 gồm một bát 40 và một chiếc kèn các bạn nhé. Thì loa sở hữu thùng vách bên tận này nó y xì như là cái MS115 các bác. Nhưng cái bát của đời này là bát xương sắt như là JBX115 các bạn nhé, xếp y chang thế. Đấy, là thùng sơn thần cát. Trước em cũng tháo nội thất đi trong cho có xem rồi. Hàng thì nó chỉ có gọi thiếu thùng xốp thôi các bạn. Bãi về nguyên bản từ A đến Z chưa động chạm sờ mó gì các bác nhá. Kể từ con ốc rồi. Đó. Các bác xem video hay nhớ cho em tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông, chia sẻ thật nhiều cho tiếng baby các bác nhá. Đây là quay sách này. Từ con ốc các bác nhìn này. Em bảo đây là chỉ thiếu xốp thôi. MS105 này, Made in USA này. Những cái đời này và đời 115 thì 100% đã sản xuất ở USA các bác nhé. Còn thực tế là USA ở Mexico nó cũng không khác gì nhau đâu. Đôi khi các bác thích USA hơn thì chấp nhận mua trình giá hơn 500, 1 triệu, 2 triệu tùy từng mã loa. Đấy, đây các bác này, tem nhôm nữa nhá. Tem nhôm. Này, cái lóng bóc chưa bong. Đấy. Vâng, mời các bác cùng nghe luôn nhé, một tí em sẽ báo giá luôn cho các bác. Đó, tại vì video em không mở đấu giá gì cả. Đó là chất âm của đôi loa JBL MS105. Nói chung là em cũng có test qua rồi. Chất âm thì nói chung các bác chả phải lăn tăn gì cả. So với cái giá thành cực kỳ hợp lý với phẩm đôi loa các bác nhá. Với giá em Tiến đưa ra cho các bác là 18 triệu bao ship toàn quốc cho các bác các bác nhá. Nói chung là tiền nào của đấy hết, loa đẹp thì giá nó sẽ cao. Còn nếu mà loa xấu đi thì giá nó sẽ thấp hơn các bác nhá. Chứ đừng có bị đôi này với đôi kia, nhà này nhà còn lọ các bác nhá. Loa nó đẹp thiếu xốp. Là đẹp xuống xốp luôn các bác, kể từng con ốc luôn các bác nhé. Coi sách cực kỳ đẹp luôn, giá 18 triệu em Tiến bao ship cho các bác toàn quốc các bạn. Đấy, cực kỳ tốt, giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, video trước thì em Tiến cũng đã có cái nội thất bên trong rồi, nó như mới tinh luôn, 7 màu sắc phi, 7 màu hết các bác nhé. Đấy, còn bình thường những đôi loa này mà nó bị chết chép thì họ sẽ giảm ngay đôi triệu ngay coi nhé, chất vim fit. Vâng, video này em Tiến cũng làm ngắn thôi, 5-7 phút thôi. Các bác xem video hay nhớ cho em Tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông, chia sẻ thật nhiều cho tí baby các bác nhá.
video của tất cả những video của em Tiến là em Tiến báo giá công khai luôn để cho các bác cân đối tài chính đủ tài chính thì là ra lôi chiếc máy đi thì em Tiến đâu nhá. Còn chưa đủ điều kiện thì cứ cho em Tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông, em Tiến rất cảm ơn các bác đó. Vâng, thank you, xin chào tất cả quý vị và các bạn.